Mở mắt ra nhìn này, đây là cháu chó nhá, nhìn kia đi. Ngang cái nhậu, đi vào nhà. Đi vào nhà để ngủ, nói nhiều à? Em có một cái tính rất là xấu ấy. Bao nhiêu mình ngon em toàn để dầu ăn có một mình rồi. Vợ. Cái gì đây? Vợ đang làm gì đây? Vợ nấu cơm cho cháu ăn chưa? Có im cái mồm với tôi ngủ không? Vợ nấu cơm xong ăn chưa? Vợ. Cái gì? Vợ nấu cơm cho ăn xong đói bụng lắm rồi. Đi nốc rượu no về rồi còn đòi cơm với nước cái gì nữa? Không phải nốc mà uống, không phải nốc. Vợ dậy lại cơm cho chồng ăn đây. Không chồng say rượu chồng mệt đấy. Ý cái bồn vào cho tôi ngủ. Tôi dậy nó đá ra phát giờ. Ngủ chứ vợ cứ ngủ nhưng mà vợ phải dậy nấu cơm cho chồng ăn đây. Không chồng lôi vợ dậy ra. Cái lão này có im mà để người ta ngủ không nhỉ? Đặt cho chất bây giờ chứ nhỉ? Vừa không được to tiếng nữa đâu. Vừa mà to tiếng thế là làng xóm mà cười vào mặt vừa đấy. Nhá. Vừa vào lấy cơm cho chồng ăn cái. Chồng đi về mệt. Đói bụng rồi chứ phải ăn đi. Làm gì có cơm mà ăn? Sao không có cơm? Đi không nhà mình đầy gạo. Đầy gạo. Nó rất là nhiều thì mới có cơm ăn chứ. Cháo cơm đâu cho ông ăn à? Nốc no, nốc chán rượu rồi bây giờ còn đòi cái gì nữa? Nó bảo im để cho người ta ngủ giờ. Không phải nốc, vợ chẳng biết gì vì chuyên món về rượu cả. Chuyên món về rượu người ta không nói từ nốc đâu. Người ta chỉ cần nói câu là uống. Thế thôi, có bao giờ ai nói nốc không? Nhìn lại thêm chân ông đi kiểu gì kia hả? Nhà tôi lau sạch và đi dép vào nhà thế à? Bỏ dép ở ngoài. Quên. Cái này đâu? Quên à? Đập chân bây giờ không phải gì đâu. Quên đấy. Đấy, vừa cắt đi. Úi dồi, đặt phát rồi nhá. Dép bẩn thế này mà mang vào nhà hả? Dép sạch chứ bẩn đâu. Ngủ chưa tí cũng không yên. Có im mồm với tôi ngủ không? Thì vừa cứ vào lấy cơm đi xong đi vừa vẫn đang ngủ mà không bắt cái gì đâu. Có cơm với nước gì cả? Vợ không làm thế đâu. Vợ mà làm thế là vợ hư đấy, không phải vợ ngoan đâu. Trời trời giết. Vừa trèo lên giường tí bắt đầu về là gọi. Đi vợ vào lấy cơm xong thì vợ cứ lên ngủ đi. Muốn ăn này thì đi tìm lấy. Hồ cơm đâu mà tôi đi hầu được. Vợ không được nói thế đâu. Vợ vào lấy cơm cho cháu ăn nhanh lên. Dừng cầm cái mồm lại. Cút đi cho tôi ngủ. Vợ lại đánh chồng. Lúc nào cũng đánh chồng rồi. Cút ngay. Đi ra chỗ khác rồi tôi còn đang ngủ. Vừa ngủ một tí bắt đầu về mà leo nhèo. Biết. Vợ gì mà ghê gớm. Còn đứng đấy tôi cho mày cái dép đó nha. Đánh giá. Ghê gớm. Mày cứ đứng đấy mà nói tao chói mẹ cột đấy. Không phải gì đâu. Ngủ đi ngủ đi. Chói làm cái gì. Về đi đi no đi chán đi đến trưa người ta ngủ bắt đầu nó mò về nó leo nhèo không phải đi chán mà tiết giờ mà mọi người giải tán thôi thì mình phải về chứ ở đây ngồi với ai. Có im cái mồm đi không im để người khác ngủ không im thì im gì mà phải xoắn trói vào giường bây giờ đấy không phải gì đâu im không phải xoắn mở cái mắt to mà đi không làm vỡ đồ của tôi liệu hồn đấy. Tôi cứ nhắm đâu, mắt mở như này, đấy. Nhắm bao giờ đâu mà bỏng mở. Uống cho lắm vào, mắt híp lại. Điêu hoa như vợ, điêu lắm. Nha lèo nhèo, nhìn cái mặt thấy đấm như phát rồi. Chồng cái loại suốt ngày nát thế à? Vâng, không lấy cơm, tôi ăn thì tôi tự tôi lấy. Con gì phải vơ đâu. Con vơ nó ghê gớm. Nó cứ phải chỉ mình mới được. Sao cơm trời ơi lại cái gì nữa đây
Định phá à? Nóng trời lắm vào. Về nhà bắt đầu phá phải không? Anh không phá. Anh ăn cơm chứ anh không phá đâu. Em không nói gì. Cơm với nước cái gì, làm gì còn cơm nữa mà cơm. Em không phải nói gì đâu. Con cưng đây mà tại sao em lại bảo không bảo cưng? Em đứng để mà em giấu để em ăn một mình nhá. Ôi trời ơi. Ô, cái này là cái cháo chó mà tôi nấu là cháo chó chứ sao lại ăn thế này. Này, anh chưa say không nhá? Trời ơi, cái sao mà ngu. Này, mở mắt ra nhìn thế này. Đây là cháo chó nhá, nhìn kia đi. Trời ơi, đi bốc cháo chó để ăn có khổ không? Anh không say không nhá. Cơm anh ngón thế này mà em bảo là cháo chó. Em đừng có mà hư ăn quên đi. Trời ơi, nhìn kỹ lại đi. Này, mở mắt to ra mà nhìn này. Đây là cháo tôi nấu cho chó chứ không phải cơm. Trời ơi, mở mắt to ra mà nhìn đi. Em cứ tưởng là anh say đi. Lừa anh à? Ôi trời ơi, khổ không, uống nước lắm rồi. Nóng chật lắm vào, đây đây. Nước cơm tôi ăn không có được. Đây, dính đầy mồm để biết này đây. Về quá thì mất này, ăn uống thế à? Đây là cháo chó, không phải cơm đâu. Không phải cơm, ăn ngon á. Ăn ngon thế này em cứ để á. Khổ anh... quá nhở, đã bảo là cháo rồi nấu cho chó. Cơm này ngon này, để tôi ăn chứ. Không phải. Ôi khổ, khổ, đã bảo là không được ăn nữa đây. Cháo người ta nấu cho chó chứ phải là cơm để ăn đâu mà cứ ăn nhở. Em là hư lắm đấy. Em có một cái tình rất là xấu ấy. Bao nhiêu mình ngon em toàn để dầu. Ăn có một mình rồi. Không bao giờ cho anh ăn cả. Nhá, ông nhá, ông nhá, uống nó lắm rượu vào nhá, về mà ngớ ngang ngớ ngẩn nhá, nó bảo là không ăn được là không ăn được. Cơm ngon thì sao không ăn được? Nó là cháo cho chó chứ không phải là cơm để ăn. Đi ra rửa mặt đi, nhanh lên. Mặt rồi nhưng mà rửa mặt đi rửa cái sạch. Mặt đi nhìn cả xem cả cháo chó dính đầy mồm mới cả. Mặt sạch này đâu phải rửa không chứ. Nhanh lên, đi rửa mặt đi. Đi luôn. Tại sao mà em lúc nào cũng đánh anh thế nhỉ? Thế bảo ương mà có đi không? Hả? Đi thì đi chứ. Nói thôi, không phải đánh. Bảo là đi rửa mặt còn cứ đứng này lại nhảy, có đi không? Hứ, thế nào một cái giết? Có đi mà, đánh đi, đánh suốt đấy. Đánh mãi thì không chán à? Tao rửa mặt lên hồn đi. Nốc do lúc chán về bắt đầu không ăn không uống vào về nhà bắt đầu mới kêu là đói mới khát cái gì? Đánh người ta thì không thể mỏi tay à? Im mồm. Ngày nào cũng đánh. Rửa cái mặt đi vào con nằm. Rửa thì rửa thôi. Liều nha liều nhiều rồi. Ngủ chưa một tí không yên với ông. Chẳng nhẽ mỗi lần say rượu về tôi đã đạp cho phát. Cái tật nát rượu không thể nào mà rửa, rửa nên hồn vào lấy cái khăn mặt mà rửa vào. Vút vút thế là sạch cả. Sạch rồi. Cơm chó dính đầy mồm đấy. Đâu sạch đấy. Sạch rồi rồi là được. Ông mà rửa bẩn vào tôi đuổi anh khỏi nhà đấy không cho. Bẩn thỉu nó quen gì. Ông rửa mặt cái kiểu gì mặt bẩn thế kia hả? Cơm chó còn dính đầy mồm đấy kìa. Lại cứ chửi chồng thế nhở? Rửa sạch rồi đó. Sạch đâu mà sạch. Cơm còn dính ở mặt này. Đây này. Dính ở mặt thế này mà còn cái à? Áo còn bẩn thế này các bạn. Đi vào rửa lại. Nhanh lên. Sạch rồi đấy. Rửa rồi nè. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi đấy. Ôi. Sạch rồi. Ôi dồi không? Đấy lại bắt đầu lau vào áo. Đạp tôi phát rồi nhá. Lại đánh. Đi vào rửa lại còn chưa? Vào rửa. Đứng lên tôi xem nào. Rửa sạch sẽ ra nào. Rửa sạch rồi. Con cứ phải bắt rửa. Rửa rồi. Sạch mới được vào nhà. Bẩn thỉu gì? Rửa đàng hoàng rồi nào. Rửa đàng hoàng rồi đấy. Lấy tay rửa xoa đều mặt vào. Vút vút thấy một góc có sạch được à? Rồi sạch rồi. Chưa sạch được làm lại. Làm rồi sạch cũng được vào nhà. Ôi giống cổ ở gốc cây trói lại đấy. Đi đâu. Đây này khăn mặt đây này. Rửa đi. Làm ẩu thế à? Sạch chưa. Mặt trông sạch chưa vừa. Vừa xem cái mặt trông nó sạch chưa. Chưa sạch lắm đâu. Sạch rồi mà cứ phải mãi rồi. Đưa khăn cho thì không rửa. Nào đưa đây tôi rửa cho. Không chồng tôi rửa được. Ai đi. Biểu im thế nào. Vậy lại áo lông được này. Nó bảo là ở im. Công cái mồm lại. Rửa mặt rửa thế này chứ rửa thế kia. Hả? Đau lắm không rửa. Rửa đây. Rửa đâu. Ừm quen gì. Áo lông được chứ với khăn làm cái gì. Cầm mồm nhá. Cho ra mình vườn ở bây giờ đấy. Tránh ra chứ không phải được. Thế có đi đâu nữa. Đi tắm. Sao lại đi tắm cái giờ này? Giờ nào cũng tắm được chứ. Đi tắm cũng phải xem giờ à? Trời ơi. Đi rửa cái mặt thì kêu là rét không muốn rửa.
Trời rét sun cả vòi, còn đi tắm bây giờ cái gì nữa, nhìn thì xem nào. Này, cút đừng có mà vớ vẩn nhá. Vòi xuống đấy không là biết của tôi nhá. Cô liên quan gì mà bảo tôi. Xin lỗi. Đi vào trong nhà ngủ, đi vào, lên giường ngủ khẩn trương. Đi vào làm cái gì? Đi vào lên giường mà ngủ còn làm cái gì nữa? Này, tôi đã còn tỉnh nhá, tôi cứ chết say như thế mà cứ phải bảo thế nhá. Hôm trước tôi đi uống rượu về này, cô cho tôi hai cái kẹo sấm vào, bắt tôi ăn xong cô đi rửa cho ấy. Một lần thôi nhưng không có lần thứ hai nữa nhá. Lần này tôi tỉnh rồi, đừng có mơ mà bắt tôi vào lên giường để mà cầm vòi của tôi kéo nhá. Ôi này. Trời ơi. Không trời có đâu nhá. Trời đất ơi. Cái nốc cho lắm vào giờ này vòi còn thấy gì nữa không mà đòi kéo mới rút. Vào nhà lên giường. Vào đi chứ cô cầm vòi tôi có kéo à. Không có đâu. Đi vào nhà làm gì còn vòi với cái gì nữa. Ông thử nhìn lại xem có vòi hay không để mà rút. Đi vào nhà. Vào nhà. Còn mà. Lên giường ngủ. Nhanh khẩn trương. Đi đi nói thôi. Sao phải đai à. Đi vào đằng này đi vào đằng đấy. Cái đường này cũng được mà. Đây là đường đi vào nhà hả? Đường đấy đi ra cổng mà. Không bị làm sao đấy. Đi vào nhà ngủ. Đi vào nhà mà. Nói có nghe không? Đường này không được cứ vậy ấy nhỉ. Đường ngang đấy nhỉ. Đi vào nhà. Đi vào nhà để ngủ. Nói nhiều à. Sao cả ngủ trưa rồi. Có đi không? Hả? Này muốn đánh đi phân nữa. Đi. Từ từ đi dây đấy chứ. Ai bảo đánh ngã này. Đi nó lốc cho lắm vào mà về mà để làm mất thời ngủ của người khác ra. Cứ lèo nhèo mãi. Chồng có ra người đi không? Đạp phát nữa rồi. Đừng có đạp nữa. Đi. Đấy. Đạp mà cứ ngả nó đi mà được nhanh được. Nhìn ngứa cả mắt ra không thể chịu nổi nữa. Cứ phải từ từ chứ. Nó suốt ngày đánh chồng ấy. Đứng thì không thẳng, không vững thì còn nói kéo mới trả vòi. Vào giường nằm. Vòi của tôi chứ, vòi của cô nó mà có thích kéo là kéo. Con đứng đấy để cãi à? Không, một cái không, dép không, bây giờ. Không phải cãi nữa đâu, đó nói thôi không phải cãi đâu. Đi vào. Vừa không phải đánh không phải đi cãi đâu. Đi vào. Nói nhiều ơi, lấy tung chân ra đâu đây. Có đi được không? Hả? Đi thì đi chứ. Điên máu gì. Ủa nốc cho lắm mà về nhà bắt đầu mà hành vợ. Ngủ trưa không ngon với ông nữa. Để mai trước khi tôi đi làm tôi nhốt ông vào cột nhá. Hết rượu với chè cái gì đi vào không? Ghê gớm. Trèo lên giường nằm đi nào.